Mới đây, tại Bắc Cạn đã xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ hết sức manh động. Đối tượng đang bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn thì bất ngờ rút hung khí tấn công lực lượng chức năng. Một cán bộ công an đã bị thương trong lúc xô sát. Vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 15 tháng 5, tại km 159 trên quốc lộ 3 đường Chiến Thắng Phủ Thông, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên dừng xe kiểm tra. Danh tính lái xe được xác định là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lái xe vi phạm ở mức 0,943mg trên 1 lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 2,5 lần mức quy định tại Nghị định 100 NDCP. Tổ công tác đã thông báo cho ông Minh biết, Tuy nhiên, ông Minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, ông Minh quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ và áp sát vị trí thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang viết biên bản. Tại đây, ông Minh bất ngờ dùng một con dao nhọn tấn công thiếu tá Kiệm, gây thương tích nặng. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, vật chứng liên quan và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi, chống người thi hành công vụ, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân là do bực tức vì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để xả giận. Chỉ vì bực tức với lực lượng chức năng mà đối tượng trên đã ngay lập tức đi mua hung khí và quay lại để trả đũa không chút chần chừ. Có thể hơi men chưa dứt đã khiến kẻ này đánh mất đi lý trí và có hành vi manh động ngay tại nơi có nhiều chiến sĩ công an như vậy. Dù là bắt nguồn từ đâu, hành vi này cũng đáng lên án và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.